nán án trung thân ăn mẫu khiến bé gái tử vong. Công an vào cuộc vụ ba mẹ con tử vong trong vụ hỏa hoạn ở Thanh Hóa. Hai đối tượng linh án 32 năm tù vì có hành vi mua bán trái phép chân ma túy. Bắt tạm giam công chúa Tam Kỳ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc ác mẫu Nguyễn Ngọc Phượng có hành vi hành hung cháu bé tại điểm trung giữ tử phát của mình, khiến bé gái phải ra đi trong oan ức. Trong phiên xét xử diễn ra vào ngày 30 tháng 1, với tội danh không thể chối cái, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt tù trung thân đối với bị cáo Phượng và yêu cầu đối tượng đền bù cho gia đình bị hại 180 triệu đồng. Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 9 năm 2022, thông qua mạng xã hội, ông Trương Hoàng Đức biết Phượng có nhận trông trẻ qua đêm tại phòng trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông Đức nhờ Phượng trông giữ con gái của mình là bé Trương Gia Hát, sinh năm 2021, tên thường gọi là Mây, với giá thỏa thuận là 5 triệu đồng một tháng. Trong thời gian trông giữ, Phượng nhiều lần có hành vi dùng đòn roi với cháu bé. Chiều ngày 5 tháng 11 năm 2022, Phượng đang tắm cho hát, thì bé hát khóc, nên Phượng lại quen thói thượng cẳng chân hạ cẳng tay về bé gái đáng thương. Tối ngày 6 tháng 11 năm 2022, sau khi cho cháu bé ăn xong, Phượng thấy nạn nhân có biểu hiện lừ đừ, gọi không có phản ứng gì. Phượng đỡ dậy, vỗ mạnh vào lưng để bé hát nôn thức ăn ra và tác động vào má của bé, nhưng vẫn không thấy phản ứng nên đã cùng chồng đưa cháu bé đi cấp cứu. Đến sáng ngày 8 tháng 11 năm 2022, cháu bé tử vong do chấn thương sọ não. Tại phiên tòa, bị cáo Phượng khai do bé hát thường quấy khóc, khiến các bé khác khóc theo, không thể dỗ được. Bảo mẫu này cho rằng hành vi tàn nhẫn mà mình làm với cháu hát là để dọa cho nạn nhân sợ ngoan hơn, chứ không nghĩ sẽ gây ra hậu quả tử vong. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phượng, sinh năm 1991, quê tỉnh Bình Phước, tù trung thân về tội sát hại người và buộc bồi thường cho gia đình bị hại 180 triệu đồng. Liên quan đến vụ cháy nhà dân lúc đêm khuya tại Thanh Hóa khiến ba mẹ con tử vong thương tâm, trong lễ tang của các nạn nhân, người thân và cả bạn bè hàng xóm ai nấy đều không kìm nén được nước mắt, bật khóc tiếc thương. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, thế nhưng sự cố không may lại ập xuống gia đình nhỏ bốn dĩ đang hạnh phúc. Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1, anh Lê Ngọc Tuấn, sinh năm 1983, phát hiện cháy ở tầng 1 nên đã dùng bình cứu hỏa để dập lửa nhưng không thành công. Lúc này, anh Tuấn hoảng loạn, chạy ra hô hoán hàng xóm mà quên không gọi vợ con thoát ra ngoài. Đến 23 giờ 45 phút, trung tâm thông tin chỉ huy 114, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Khi đó, hỏa hoạn đã bao trùm toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà đám cháy được khống chế sau đó. Chỉ sau một đêm, anh Tuấn đã vĩnh viễn mất đi vợ và hai con nhỏ. Vợ của anh là chị L, sinh năm 1984, và hai con là S, sinh năm 2013, và T, sinh năm 2018, đều tử nạn trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà hai tầng của gia đình ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng. Chiều 30 tháng 1, tăng lễ của ba mẹ con được tổ chức tại nhà mẹ đẻ của anh Tuấn ở thôn 5, xã Vĩnh Hưng. Rất đông người dân và chính quyền địa phương cũng có mặt để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Những ngày cuối năm, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, trong khi nhà nhà, người người đang tất bật sắm sửa đồ Tết thì không khí tang thương lại bao trùm gia đình anh Tuấn. Tại lễ tang, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh gào khóc thảm thiết, tiếng nức nghẹn của người thân. Dường như họ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật quá đau đớn này. Ngồi trước bàn thờ với ba di ảnh và ba bát nhang nghi ngút khói, anh Lê Ngọc Tuấn gào khóc trong đau đớn tuyệt vọng, gọi tên vợ và hai con. Rồi cả tiếng khóc sẽ lẫn tiếng nức nghẹn của mẹ để anh Tuấn. Con dâu ngoan của mẹ ơi, hai cháu ngoan của bà ơi, trời ơi, sống sao nổi đây hả trời, sao không cho tôi thay cho con dâu và các cháu của tôi. Bà Đỗ Thị Diễn, bác ruột của anh Tuấn, vừa khóc vừa kể đại chuyện. Lúc đó là hơn 11 giờ đêm, tôi đang ở nhà thì nghe các cháu gọi điện báo tin nhà cháu Tuấn bị cháy, Lúc tôi đến nơi thì thấy khói bốc lên nghi ngút, cứ tưởng cả nhà cháu Tuấn đã được cứu ra ngoài rồi. Ai ngờ đâu, thương lắm, khổ tâm lắm. Theo hàng xóm cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Tuấn rất đáng thương. Anh Tuấn làm nghề sửa xe máy, còn vợ là chị L là giáo viên mầm non. Hai vợ chồng đều sống hiền lành, chất phác, chịu khó làm ăn, nhưng tai ương cứ liên tiếp đổ xuống gia đình. Cách đây hơn 10 năm, con đầu lòng của vợ chồng anh Tuấn bị mất vì tai nạn giao thông. Đến nay, tai họa bất ngờ ập đến với anh khi cùng lúc mất đi cả vợ và hai con. Do đầu tư chăn nuôi bị thua lỗ, anh Tuấn dự định đi xuất khẩu lao động sang Đức. Mọi thủ tục đã hoàn thiện, anh Tuấn đang chờ đến ngày xuất cảnh, nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này. Ngay sau vụ việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra công điện khẩn gửi các đơn vị. Trong khi đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân vụ việc. Nội dung công điện khẩn nêu: Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới thân nhân gia đình bị nạn. Đồng thời, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hạn chế mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình người bị nạn, phối hợp với cơ quan công an và đơn vị liên quan khắc phục hậu quả vụ cháy, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Nguyễn Đức Em sinh năm 1985 và Đỗ Xuân Tùng sinh năm 2000, cùng ngụ tại phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2023, Nguyễn Đức Em sinh năm 1985 và Đỗ Xuân Tùng sinh năm 2000, cùng ngụ phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đang kiểm đếm chất ma túy có tổng trọng lượng 43,1409 gram loại heroin và methanol để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Qua làm việc, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy của hai bị cáo là trên 30 triệu đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Em 17 năm tù giam và bị cáo Đỗ Xuân Tùng 15 năm tù giam cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 30 tháng 1, Công an thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thị Khánh Ly, sinh năm 1990 để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Được biết trước khi bị bắt, đối tượng Ly khá nổi tiếng tại địa phương với biệt danh là công chúa Tam Kỳ. Khánh Ly được biết đến với tên thường gọi là gì? Công chúa Tam Kỳ trên mạng xã hội. Trên Facebook cá nhân, cô gái thường đăng tải các bức ảnh với giao diện toàn màu hồng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng Lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Tam Kỳ phát hiện nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua chuyển khoản ngân hàng và trực tiếp giao dịch tiền mặt. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng liên lạc thông qua mạng xã hội, giao dịch chuyển tiền với người vay qua nhiều tài khoản ngân hàng, cắt liên lạc, hủy thông tin sau giao dịch. Nhằm tập trung đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, nhanh chóng triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong dịp cận Tết, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công an thành phố Tam Kỳ xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, Khánh Ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền, kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất từ 216% đến 360% một năm. Các đối tượng đi thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của Phan Thị Khánh Ly, Nguyễn Phan Anh Tài, Võ Thị Hoài Thương. Kết quả xác minh ban đầu đã có khoảng 12 lượt người vay với số tiền cho vay trên 500 triệu đồng. Ly đã thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng. Tăng vật tạm giữ gồm một xe ô tô do Phan Thị Khánh Ly làm chủ, một máy tính, một điện thoại di động iPhone 15, một thẻ ngân hàng, 12 giấy mượn tiền của người vay và các tài liệu có liên quan. Hiện công an thành phố Tam Kỳ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng có liên quan. Tiếp tục chương trình là những tin tức xã hội đáng chú ý. Đột kích hội thảo thẩm mỹ chui phát hiện nhân vật bất ngờ tin tức mới vụ các du học sinh mất tích tại Úc. Du khách quốc tế bất ngờ trước không khí Tết ở thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển đến các tin tức đáng chú ý khác, mới đây mọi người đã xôn xao trước sự việc một hội thảo chuyên đề thẩm mỹ với sự góp mặt của hàng loạt những cái tên ngoại Hàn Quốc đang tổ chức thì bị cơ quan chức năng tuyết còi. Có sự góp mặt của Mitterly, người này từng nhiều lần bị cơ quan y tế sở gáy vì sai phạm rồi tái phạm liên quan đến hoạt động thẩm mỹ. Trước đó, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Y tế Quận 10 và Ủy ban Nhân dân phường 12 Quận 10 bất ngờ kiểm tra đột xuất tầng 3, tòa nhà số 24 đường mùng 3 tháng 2, phường 12 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa chỉ liên quan đến hội thảo KBIS Việt Nam Member Meeting cập nhật công nghệ chống lão hóa xu hướng 2024 do công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ quốc tế Jongli tổ chức chui ngay lập tức bị đoàn kiểm tra yêu cầu dừng ngay tại chỗ. Tại thời điểm kiểm tra, có sự hiện diện của hai người quốc tịch Hàn Quốc, ông Noh Hyung Tech và ông Seo Yo Wa Jun, bà Hoàng Huyền, hơn 50 khách mời và nhân viên tổ chức sự kiện. Đang nói tại buổi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện sự có mặt của ông Trương Thanh Tịnh, người nổi tiếng trên mạng với biệt danh rất hàn là Lee. Mr. Lee Trương Thanh Tịnh dự kiến có trình bày tham luận, kỹ thuật căng chỉ xóa nọng cằm bằng chỉ min. Về người đàn ông này, Sở Y tế cho biết từng liên quan đến nhiều sai phạm về hoạt động thẩm mỹ. Cụ thể, ngày 15 tháng 9 năm 2023, thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng y tế thành phố Thủ Đức, ủy ban nhân dân phường và công an phường An Phú thành phố Thủ Đức kiểm tra đột xuất tại căn nhà có biển Mitterly tại địa chỉ số 15 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, An Khánh, thành phố Thủ Đức. Tại đây, thanh tra sở đã lập biên bản kiểm tra y tế yêu cầu ngưng ngay việc hành nghề thẩm mỹ trái phép, cũng như chấm dứt việc quảng cáo trái phép trên mạng xã hội. Ngày 3 tháng 10 năm 2023, Thanh tra Sở Y tế cũng đã ban hành quyết định số 333 quy đề XPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trương Thanh Tịnh với số tiền phạt là 115 triệu 558 000 đồng, bao gồm phí phạt chậm nộp là 58 000 đồng. Theo hình ảnh nội dung quảng cáo chương trình của hội thảo, ông Nock hyung được mời chia sẻ công nghệ chỉ nước mặt Milif và bà Hoàng Huyền được mời chia sẻ kỹ thuật MD Code. Sự kiện này do công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ quốc tế Jongli đứng ra tổ chức. Đoàn kiểm tra yêu cầu cung cấp các giấy phép để tổ chức sự kiện chuyên môn đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, thì công ty này chỉ đưa ra giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0318 ngày 15 tháng 11 năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ quốc tế Jongli. Công ty không cung cấp được cho đoàn kiểm tra các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc tổ chức sự kiện, hội thảo và hồ sơ pháp lý liên quan đến các sản phẩm filler và trang thiết bị y tế đang được trưng bày, giới thiệu tại hội thảo. Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ quốc tế John Lee ngưng việc tổ chức hội nghị, giới thiệu các nội dung liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, thẩm mỹ và các sản phẩm filler, trang thiết bị y tế khi chưa có hồ sơ pháp lý theo quy định. Cũng tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện và ra quyết định tạm giữ 11 loại sản phẩm, gồm trang thiết bị y tế, hộp filler, hơn 400 tờ rơi, catalog giới thiệu sản phẩm, 6 stand quảng cáo hội thảo. Tất cả đều không có nguồn gốc chứng nhận rõ ràng. Với việc vi phạm rồi tái phạm trong hoạt động thẩm mỹ như trên, thiết nghĩ cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm, trường hợp có dấu hiệu coi thường pháp luật này. Liên quan đến vụ việc nhiều du học sinh mất tích tại Úc, Mới đây, theo Daily Mail dẫn giả thuyết của cảnh sát Úc cho rằng, bốn du học sinh Việt Nam biến mất bí ẩn thực ra đang trốn tránh chính quyền sở tại, chứ không phải là bị mất tích như gia đình các học sinh đang nghĩ. Người báo án là gia đình bản xứ, nơi một trong bốn du học sinh là Sunny Nguyễn, 17 tuổi lưu trú, báo cáo chuyện cô mất tích. Cụ thể, vào tối ngày 8 tháng 1, Sunny ăn tối với gia đình bản xứ này, sau đó đột nhiên biến mất bí ẩn Điện thoại của Sunny bị ngắt liên lạc và các tài khoản mạng xã hội của cô cũng ngừng hoạt động. Sau khi bà May Jevas đến từ gia đình bản xứ trên tìm kiếm thông tin từ nhà chức trách, có thêm 3 du học sinh Việt Nam khác được báo cáo mất tích tương tự trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Theo Daily Mail, cảnh sát Nam Úc hiện tin rằng các du học sinh Việt Nam đang chủ động trốn tranh chính quyền. Người phát ngôn của cảnh sát Nam Úc cho biết, tất cả thông tin điều tra đều chỉ ra rằng một số thanh thiếu niên này có thể đã đi lại giữa các bang của Úc và vẫn ở đó. Hiện chưa xác định họ có gặp nguy hiểm hay không và họ dường như đang chủ động trốn tránh cảnh sát. Chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát liên bang để cố gắng xác định vị trí của họ. Cảnh sát Nam Úc đã liên lạc được với gia đình của các thanh thiếu niên này ở Việt Nam. Người mới nhất, Sunny, được mô tả là một cô gái nhút nhát và có vốn tiếng Anh khiêm tốn. Khi mất tích, Sunny mang theo một chiếc ba lô đựng máy tính sách tay, quần áo và giấy tờ tùy thân không có dấu hiệu phòng của Sunny bị lục lọi và hầu hết đồ đạc vẫn còn trong phòng. Người giám hộ của cô gái cho biết, tôi đang ngồi cạnh điện thoại của mình cả đêm, lo lắng chờ đợi một cuộc gọi. Tiếng Anh của cô ấy không tốt lắm, thường phải nhờ người phiên dịch. Cô ấy có 5 chiếc túi ở phòng nhưng chỉ mang đi một chiếc. Hai đôi giày của cô ấy đã biến mất nhưng quần áo trong tủ vẫn còn, cả thuốc men quan trọng. Những ngày này tại khắp các tuyến phố ở thành phố Hồ Chí Minh đều ngập tràn sắc xuân với những trang trí bắt mắt thu hút người dân đến tham quan check-in, đặc biệt nhiều du khách quốc tế tỏ ra rất thích thú với không khí sôi động và náo nhiệt ở mọi ngõ ngách của thành phố. Không khí Tết đang tràn ngập khắp các con phố tại thành phố Hồ Chí Minh với những tiểu cảnh nhìn hoa được trang trí bắt mắt, thu hút không chỉ người dân đến tham quan check-in mà còn cả du khách quốc tế cũng tò mò ghé chân trải nghiệm. Ai cũng cảm thấy vô cùng thích thú trước không khí chuẩn bị của người dân thành phố trước thềm năm mới. Tôi sang Việt Nam vì chuyến công tác, tiện thể đi khám phá Sài Gòn. Khoảng thời gian này rất thú vị đối với tôi vì dường như mọi người ở đây đang chuẩn bị cho một ngày lễ lớn. Những địa điểm như thế này là cách tốt nhất để tôi tìm hiểu về đất nước. Mặc dù tôi không hiểu rõ về những tiểu cảnh trang trí ở đây, nhưng tôi rất muốn được biết thêm về nó. Tôi đã sống ở Việt Nam được 5 năm nên đối với tôi, Tết ở đây rất quen thuộc. Vào những ngày gần Tết như thế này, khắp ngoài đường hay các trung tâm thương mại đều trang trí những tiểu cảnh rất đẹp. Ở ngay nơi tôi đang đứng đây cũng trang trí rất bắt mắt với nhiều loại hoa, đây là một địa điểm lý tưởng để chụp ảnh. Thời điểm này, nhiều du khách có chuyến du lịch tại Việt Nam cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ với không khí rộn ràng của ngày Tết bởi trước đó không hề biết đến ngày lễ này. Chúng tôi đến Việt Nam du lịch vì nơi này thật tuyệt. Lúc đến đây, tôi có nghe mọi người nói về ngày Tết, thấy khắp nơi đều rất náo nhiệt, đồ ăn ngon, mọi người ở đây cũng rất thân thiện và hiếu khách. Tôi cũng biết tới áo dài vì được người dân giới thiệu Mọi người ai cũng mang áo dài chụp ảnh trong những ngày này Tôi cũng rất muốn mua cho bạn gái mình một bộ áo dài Trước khi đến Việt Nam, chúng tôi không hề biết đến ngày Tết này Lúc chúng tôi đang du lịch ở Nha Trang Mọi người đã bắt đầu sửa soạn trang trí cho đến ngày Tết Từ trong khách sạn cho tới ngoài đường Lúc bước ra đường, tôi liên tục phải ồ lên vì quá đẹp Người dân trông cũng hào hứng Thật đáng tiếc khi chúng tôi có chuyến bay trở về Pháp Có lẽ một vài năm sau, Tôi sẽ quay lại Việt Nam để tận hưởng không khí Tết ở đây. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.